Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Kết thúc tập trước, sau khi cảm giác được khí tức ở lối vào vô gian ma ngục, sắc mặt hai tên tộc nhân hắc ám lập tức thay đổi. Một cổ sát khí đáng sợ từ trên thân hai tên này trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giờ phút này, trong bóng tối vô tận, hai bóng người lóe ra ánh mắt kinh nộ, thần sắc tức giận. Bởi vì, bọn họ ở bên ngoài vô gian ma ngục, cảm nhận được một tia khí tức sinh mệnh độc hữu của bộ tộc hắc ám, đây chính là lúc trước có người hắc ám tộc bị thương, hơn nữa thương thế không nhỏ. Vì mà tộc nhân đâu, lăn ra đây cho ta khí tức hắc ám vô tận bốc lên hư không bốn phía đều bắt đầu bốc cháy không chịu nổi nguồn lực lượng này hai tên tộc nhân hắc ám kia gào thét với bên ngoài vô gian ma ngục mà bên ngoài vô gian ma ngục cổ ma trưởng lão nhìn hai tên hắc ám tộc nhân trong vô gian ma ngục nhíu mày hắn không nghĩ tới người hắc ám tộc sẽ đến nhanh như vậy một bên đám người ma tâm trưởng lão diêm đan chí tôn cũng đều bí sắc tộc nhân hắc ám làm việc bá đạo nếu để cho bọn họ biết được một gã cường giả dưới trướng mình vẫn là ở đây sợ sẽ là một hồi đại phiền toái các ngươi đừng nói chuyện việc này giao cho ta cổ ma trưởng lão nhíu mày nói nhỏ sau đó thân hình nhón một cái trực tiếp đi tới bên ngoài vô giang ma ngục bái kiến hai vị không biết hai vị có gì phân phó cổ ma trưởng lão mỉm cười chắp tay nói hừ vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì vậy cốt nhất của hắc ám tộc ta đâu tại sao không thấy người đâu mấy người các ngươi nhanh chóng giao người ra đây một tên hắc ám tộc nhưng trong đó quát lạnh nói toàn thân sát khí sôi trào giống như thực chất hai vị ta không hiểu ý các ngươi cổ ma trưởng lão nhíu mày nghi hoặc nói chúng ta đều vừa mới đến đây còn chưa kịp điều tra đây không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì nếu hai vị biết được xin cáo tri các ngươi vừa mới tới đây hai tên tộc nhân hắc ám khẽ giật mình chợt một cổ sát cơ đáng sợ từ trên người một gã hắc ám tộc nhân trong đó đột nhiên cuốn ra giống như đại dương mênh mông trong nháy mắt tuôn ra sức mạnh hắc ám bắt đầu khởi động giống như tận thế tiến đến cho rằng ta là đồ ngốc sao các ngươi nhiều người như vậy sẽ là vừa mới tới đây mau nói cốt nhất của tộc ta rốt cuộc thế nào các ngươi dám to gan động đến tộc nhân hắc ám nhất tộc ta bạo sâu kiến ti tiện này muốn chết sao cổ ma trưởng lão nghe vậy thì ánh mắt trở nên lạnh như băng lạnh lùng nói bằng hữu xin tự trọng ha 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 tự trọng chẳng lẽ các ngươi không phải là sâu kiến sao nếu uyên ma tộc các ngươi không có hắc ám nhất tộc ta hỗ trợ có thể chiếm cứ địa vị cỡ này trong vũ trụ cao thủ hắc ám tộc kia hừ lạnh một tiếng cổ khí tức hắc ám đáng sợ trên người hắn thậm chí muốn từ trong vô gian ma ngục thẩm thấu ra chỉ là vừa mới thẩm thấu ra một tia trong thiên địa một cổ khí tức đáng sợ hàng lâm thiên đạo vĩnh ám của ma giới phản phất bị kinh động một loại lực lượng thiên phạt muốn theo đó phun trào mà đến đây là áp chế của căn nguyên vùng vũ trụ này bằng hữu nơi này là ma giới mong rằng bằng hữu chú ý thân phận của mình đừng kinh động đến bản nguyên vũ trụ như vậy chúng ta cũng không thể bảo vệ được các ngươi giọng điệu của cổ ma trưởng lão cũng không êm tai như vậy sắc mặt tộc nhân hắc ám kia trở nên khó coi người lấy căn nguyên vũ trụ ra áp bách chúng ta cổ ma trưởng lão nói bằng hữu ta cũng không phải là lấy căn nguyên ra áp bách các ngươi mà đây vốn chính là một sự thật ta chỉ khuyên chư vị thôi còn về phần cốc nhất gì đó mà hai vị nói lúc trước chúng ta đích thật là vừa mới đến cho nên cũng không rõ ràng lắm chúng ta đến đây là vì lúc trước cảm giác được trong vô gian ma ngục có khí tức kịch liệt truyền ra cho nên đặc biệt tới xem xét mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng bổn tọa vẫn muốn khuyên bảo một chút vô gian ma ngục này tuy rằng lão tổ cho chư vị cư ngụ nhưng dù sao cũng là địa điểm của uyên ma tộc ta kính xin hai vị nói cho những người khác của tộc các ngươi biết đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn cổ ma trưởng lão nói xong trực tiếp xoay người rời đi sâu kiến muốn chết tộc nhân hắc ám kia tính tình nóng nảy khí hắc ám đáng sợ phun trào như là đại dương minh mông bao phủ muốn dân trào ra ngoài nhưng thời khắc mấu chốt bị một tên hắc ám tộc nhân khác ngăn lại. Đừng động thủ ở đây, một khi bị căn nguyên của vùng vũ trụ này cảm ứng được, ngươi sẽ gặp phiền toái. Tên hắc ám tộc nhân kia lạnh lùng nói. Đáng ghét, tên uy ma tộc nhân này quá kiêu ngạo, còn kiến hôi cũng không biết là ai đã cho bọn họ dũng khí, thật sự cho rằng mình là tồn tại đỉnh cấp trong thiên địa sao? Trong lòng hắn vô cùng tức giận, thế nhưng nghĩ tới bản nguyên của vũ trụ này, người này sắc mặt tái xanh, lại áp chế cơn tức giận của mình. Được rồi, nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì, cốt nhất vừa biến mất, chuyện này có kỳ quặc, về bẩm báo đại nhân trước đi theo ta thấy đích xác là tộc nhân uyên ma tộc này ra tay khí tức của cốt nhất đích xác đã dừng lại ở nơi này hơn nữa nơi này còn có khí tức hắc ám chưa từng tản đi trong ma giới này ngoại trừ uyên ma tộc nhân của hắn còn có ai có thể tới nơi này động thủ với người của hắc ám nhất tộc ta đây chẳng qua là suy đoán của ngươi thôi mặc dù là suy đoán nhưng cũng tám chín phần mười rồi hừ nếu không phải chúng ta xâm lấn vùng vũ trụ này nhất định phải mượn nhờ tay tộc nhân uyên ma này chúng ta sao có thể bó tay bó chân như vậy được rồi bất kể thế nào chuyện này cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định đi thôi hai bóng người trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa bên ngoài vô gian ma ngục mấy người cổ ma trưởng lão ở trên hư không nào đó ngừng lại nhưng lại không rời xa vô gian ma ngục cổ ma trưởng lão những người hắc ám tộc này quá kiêu ngạo khổ trừng chí tôn tức giận nói sát khí trên người bắt đầu khởi động hư những tên hắc ám tộc nhân kia căn bản không để chúng ta vào mắt buồn cười nơi này chính là lãnh địa của uyên ma tộc ta từ lúc nào đến phiên hắc ám tộc nhân bọn họ dương oai diêm hữu trưởng lão bọn họ nguyên một đám tức giận không thôi thân là cao tầng của uyên ma tộc từ khi nào lại bị sỉ nhục như vậy cổ ma trưởng lão nghe vậy thì lạnh lùng nói mọi người an tâm chớ vội chư vị sẽ không cho rằng lão tổ không biết giả tâm của bọn người này chứ hắc ám tộc nhưng hôm nay tuy đứng về phía uyên ma tộc chúng ta nhưng chờ bọn họ hàng lâm nơi này một khi đánh bại nhân tộc sợ là sẽ lập tức trở mặt với tộc ta tạm thời nhìn lại một chút lão tổ tự có tính toán trưởng lão vậy tại sao vừa rồi ngươi không đem người minh giới kia nói ra mà tầm trưởng lão có chút không giải thích được nói chuyện này không đơn giản như các ngươi nghĩ cổ ma trưởng lão ngẩng đầu nhìn vô gian ma ngục trầm giọng nói từ từ chờ đi mà lúc này ở trong vô gian ma ngục từng trần và Uyên ma chi chủ nhanh chóng hành tẩu trong hư không giờ phút này từng sợi lực lượng vô gian ma ngục quanh thân từng trần không ngừng phun trào đến nhưng lại bị hắn thu vào trong thế giới hỗn độn bảo trì ở một mức cân bằng với bản thân vừa không dẫn động ma lực vô gian dẫn tới những người khác chú ý lại có thể khiến vạn giới ma thụ đạt được đề thăng và hấp thu mà hai người từng trần thì dọc theo lực lượng triều tịch trong vô gian ma ngục không ngừng đi sâu vào có Uyên ma chi chủ dẫn đường hai người từng trần coi như quen việc dễ làm sau một lát bọn họ đi vào chỗ sâu trong vô gian ma ngục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tần trần và uy ma chi chủ đều sợ ngây người trước khi tiến vào vô gian ma ngục từng trần cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng đến ở sâu trong vô gian ma ngục vậy mà sẽ là một cảnh tượng như vậy từng trần từng, từng to mắt kiệt lực nhìn sang không chỉ có hắn uy ma chi chủ bên cạnh đều có chút kinh ngạc thậm chí đám người hồng hoang tổ long trong thế giới hỗn độn cũng đều một mặt dạy ra bởi vì giờ phút này xuất hiện trước mặt bọn họ vậy mà là một tòa đại lục bao la một tòa đại lục này vô cùng bao la như một hòn đảo lăng không lơ lửng lơ lửng trong vô gian ma ngục đen kịt này cái này cũng thôi đi càng làm cho từng trần khiếp sợ chính là trên không phiến đại lục này có từng đạo hắc ám chi quan đáng sợ hắc ám chi quan kia tản ra khí tức hắc ám kinh người giống như một cái vòng bảo hộ to lớn bao phủ cả tòa đại lục vào trong đó không bị vô gian ma ngục ăn mòn đồng thời từ xa nhìn lại đại lục kia phản phất như một thế giới nhỏ trong đó tựa hồ có sinh linh đang sinh tồn uy ma chi chủ đây là ánh mắt từng trần ngưng trọng trầm giọng nói chủ nhân thuộc hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì năm đó trước khi thuộc hạ rời khỏi vịnh ám ma giới chỗ sâu trong vô gian ma ngục này chính là thân thể uy ma tộc ta trong đó là một mảnh phế tích cổ xưa nhưng đại lục này uy ma chi chủ cũng có chút choáng váng hết thảy trước mắt cũng làm hắn chấn động đi qua đó xem một chút ánh mắt từng trần lóe lên lúc này lặng yên tới gần trong vô gian ma ngục có từng ma tinh và thiên thạch tĩnh mịch lơ lửng từng trần vừa tới gần đột nhiên cảm giác được có khí tức cường giả xe qua có người đến cẩn thận từng trần khẽ quát một tiếng cùng uy ma chi chủ lập tức giấu sau một ngôi sao băng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trong hư không phía xa một đội hắc ám tộc nhân tản ra hắc ám chi lực toàn thân có áo giáp hắc ám chậm rãi lướt qua khí tức một đội hắc ám tộc nhân này mặc dù không kém nhưng chỉ là cấp bậc thiên tôn cũng không kinh khủng như nửa bức chí tôn lúc trước bị từng trần chém giết đội ngũ này mặc áo giáp tay cầm trường thương màu đen ánh mắt dò xét bốn phía khiến người ta sợ hãi chủ nhân là hắc ám vệ viên ma chi chủ trần giọng nói những gia hỏa này hẳn là vệ sĩ hắc ám tộc thuộc hạ năm đó đã từng thấy qua hắc ám vệ bọn họ đang đi tuần sau từng trần nhíu mày thấy đối phương tới gần tần trần cẩn thận ẩn nấp sau lưng thiên thạch triệt để thu liễm khí tức lợi dụng khí tức vạn giới ma thụ triệt để dung hợp với vô gian ma ngục này mà uyên ma chi chủ vốn là truyền nhân của uyên ma tộc đương nhiên cũng kết hợp hoàn mỹ với vô gian ma ngục một cổ khí tức hắc ám vô hình tràn ngập qua đối phương cũng không phát giác được hai người bọn họ lập tức rời đi đợi đến khi đối phương rời đi tần trần lại lần nữa đi về phía trước trong vô gian ma ngục càng đi vào trong đề phòng càng xâm nghiêm trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang bọn tần trần đã gặp phải ba đội hắc ám vệ cũng may trong hắc ám vệ đội này không có cao thủ cấp chí tôn nếu không hai người từng trần rất khó sẽ không bị phát hiện bất quá cũng đúng ở phiến thiên địa này hắc ám tộc nhân xem như dị tộc chân chính cao thủ cao cấp sợ cũng không cách nào sinh tồn trong mảnh thiên địa này chủ nhân ta có thể cảm ứng được ma hồn nguyên khí tựa hồ ở chỗ sâu trong phiến đại lục kia bay dọc theo vô gian ma ngục một lát sắc mặt uyên ma chi chủ lập tức khó coi bởi vì lấy huyết mạch của hắn có thể mơ hồ cảm giác được vị trí ma hồn nguyên khí nhưng lực lượng ma hồn nguyên khí kia lại từ trong phiến đại lục kia truyền ra nói cách khác bọn họ muốn đạt được ma hồn nguyên khí nhất định phải tiến vào mảnh đại lục quỷ dị kia đi trước tiên thử một chút đến tình trạng này đương nhiên Tần trần sẽ không dễ dàng buông tha sau khi tránh thoát một chi về đội tuần tra Tần trần lặng yên đi tới trước bình chứng trên không đại lục bên trong bình chứng này có cấm chế Tần trần vốn định trực tiếp tiến vào vùng đại lục này nhưng thần thức của hắn hơi đảo qua lập tức cảm giác được một cổ bình chứng vô hình nếu tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ dẫn động cấm chế trong đó rước lấy chủ ý của hắc ám tộc sắc mặt Tần trần tái xanh vội vàng nhìn chăm chú về phía cấm chế kia tiến hành phân tích vừa nhìn một cái Tần trần không khỏi thất kinh bởi vì cấm chế trước mắt này còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng đây là một loại không gian cấm chế loại không gian cấm chế này khác với cấm chế trong mảnh vũ trụ này chẳng những cần thông qua thần thức cùng hồn thức xem xét mới có thể nhìn thấy hơn nữa đường vân trên đó phức tạp làm cho từng từng có một loại cảm giác đồ óc choáng váng chủ nhân cấm chế này cũng không phải là của uyên ma tộc ta xem ra hẳn là cấm chế của hắc ám tộc uyên ma chi chủ nói sắc mặt có chút khó coi ta nhìn ra rồi cấm chế này hẳn là cấm chế của hắc ám tộc ta thử một chút từng, từng hít sâu một hơi thần thức xâm nhập vào trong bắt đầu từ từ cảm giác trong cơ thể từng trần có được hắc ám vương huyết cũng tu luyện các loại lực lượng thần bí như thần đế đồ đằng cho dù là cấm chế của hắc ám nhất tộc cũng chưa chắc hoàn toàn không có hy vọng theo cảm giác của từng trần toàn bộ cấm chế cũng từng chút một khắc vào trong đầu của hắn trước mặt cấm chế hắc ám này một vòng bao lấy một vòng thật giống như một cái xích sắc nối liền với nhau muốn giải ra độ khó tuyệt không phải bình thường giờ khắc này cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ cấm chế phá giải từng chút từng chút một thời gian trôi qua từng chút từng chút một một canh giờ sau hai canh giờ ba canh giờ sáu canh giờ một ngày trong đó đôi khi sẽ có hắc ám về đội tuần tra qua khi đối phương đi ngang qua tần trần lập tức ẩn nút sau khi đối phương rời đi tần trần lại tiến lên phá giải ngay từ đầu tần trần còn đang so đo với cấm chế hắc ám trước mặt nhưng thời gian dần trôi qua khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó ngược lại là dung nhập vào trong cấm chế thâm ảo này phản phất đắm chìm trong hải dương cấm chế mà sau khi tần trần cảm giác được một ít kết cấu cấm chế cũng không phải là phá giải ở bên ngoài mà là tiến vào bên trong thế giới hỗn độn dưới sự gia trì của tuế nguyệt chi lực tiến hành cảm ngộ tần trần đã thức tỉnh bản nguyên thời gian khiến cho tốc độ lưu thông trong thế giới hỗn độn càng thêm đáng sợ. Ngoại giới một ngày, bên trong một năm. Theo thời gian trôi qua, từng trần lý giải cấm chế hắc ám này càng ngày càng sâu sắc, hơn nữa kết hợp các loại cấm chế hắn đã từng gặp qua, ấn chứng lẫn nhau, lập tức có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Sau khi từng trần cảm ngộ đủ 3 năm trong thế giới hỗn độn, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia kinh hỉ, trong đầu đột nhiên có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Sau một khắc, từng trần bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài, đồng thời hai mắt hắn sáng lên, hai tay nhanh chóng lướt đi. Chỉ thấy cấm chế vô hình phía trước lưu chuyển một cách quỷ dị, dưới sự thúc giục của từng trần lặng yên mở ra một cái lỗ lớn cao hơn một mét ngay sau đó thân hình từng trần nhón một cái bỗng nhiên biến mất trong cửa động uy ma chi chủ cũng vội vàng lướt vào trong đó theo sát phía sau từng luồng khí tức hắc ám vô hình xẹt qua thân thể từng trần cùng uy ma chi chủ bất quá lại không dẫn phát cấm chế gợi sóng mắt thấy hai người sẽ xuyên thấu cấm chế tiến vào trong đại lục đột nhiên sắc mặt của từng trần bỗng dưng thay đổi bởi vì bên ngoài cấm chế này mơ hồ xuất hiện mấy bóng người sau cấm chế này vậy mà có người trong lòng từng trần lập tức giật mình trên đại lục này rốt cuộc là tình huống gì hắn căn bản không hiểu nếu sau cấm chế này có hắc ám tộc nhân vậy bọn họ vừa tiến vào lập tức chính là thiên la địa võng bởi vì đây chính là đại bản doanh của hắc ám tộc ở ma giới tần trần vội vàng quay đầu nhìn lại muốn quay về đường cũ trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói bất kể như thế nào tuyệt đối không thể đối mặt trực tiếp với người của hắc ám tộc nhưng hắn vừa quay đầu lại liền thấy cấm chế sau lưng mở ra lỗ thủng giờ phút này đang chậm rãi khép kín mà muốn mở ra lần nữa cần thời gian đã không còn kịp sắc mặt tần trần liền trở nên khó coi trong lòng suy nghĩ gấp rút xoay chuyển mà trên người uyên ma chi chủ đã tràn ngập sát ý hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị động thủ chủ nhân nếu như phát sinh chiến đấu thuộc hạ thay ngươi điện sau ngươi mau rời đi còn chưa tới mức đó uyên ma chi chủ ngươi trở lại thế giới hỗn độn đi ánh mắt từng trần lóe lên đã quyết định vung tay lên lực lượng hỗn độn thế giới trực tiếp bao phủ uyên ma chi chủ uyên ma chi chủ vừa định nói gì đó thấy từng trần quả quyết như vậy cũng biết sự tình khẩn cấp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt thu hồi uyên ma chi chủ trên thân từng trần tràn ngập khí tức hắc ám khí chất của hắn bắt đầu biến động một cái áo choàng màu đen bao phủ toàn thân hắn che phủ khuôn mặt lực lượng quy tắc tử vong trên người cũng bỗng dưng thu liễm biến mất không thấy gì nữa ầm uhm, sau một khắc thân hình tần trần trực tiếp lướt qua cấm chế xuất hiện ở bên ngoài cấm chế người nào tần trần còn chưa kịp quan sát tình huống bố phía mấy tiếng quát chói tai đã truyền đến mấy bóng người nhanh chóng tới gần bao vây lại hắn khí tức hắc ám đáng sợ trong nháy mắt bao phủ tần trần đây là vài tên tộc nhân hắc ám mặc áo giáp khí tức trên người cũng không tính là quá mạnh chỉ là thiên tôn bình thường mà thôi thế nhưng ánh mắt lại sắc bén từng người cầm trường thương trong tay đang đăng sát khí nhìn chằm chằm vào từng trần nhìn thấy từng trần là từ trong cấm chế trực tiếp tiến vào sắc mặt mỗi người đều có chút chấn kinh phản phất nhìn thấy thứ gì đó khó tin bị mấy tên hắc ám tộc nhìn chằm chằm trong lòng từng trần lập tức trào ra sát cơ ánh mắt của hắn lóe lên một cổ khí tức đáng sợ trên người bắt đầu xuất hiện khí tức hắc ám kinh người đã như đại dương mênh mông bao phủ mấy tên hắc ám tộc nhân này lại mắt thấy công kích của từng trần sắp đánh lên người mấy người chỉ thấy vài tên tộc nhân hắc ám tộc này lập tức cung kính quỳ xuống trước từng trần run rẩy nói đội tuần sát sứ của thuộc hạ ở hắc ngọc đại lục bái kiến hoàng sứ đại nhân mong đại nhân bớt giận mấy tên hắc ám tộc nhân này thường xác hoảng sợ run rẩy nói ánh mắt kia vô cùng cung kính giống như thần tử gặp được đế vương mặc cho bàn tay lớn của từng trần đánh xuống lại là một chút dũng khí phản kháng cũng không có đúng là mặc cho từng trần đánh chết trong lòng Tần trần hơi động bàn tay hắc ám to lớn kia thu lại lực lượng chồng nháy mắt đánh mấy tên hắc ám vệ sĩ bay ra ngoài từng người nằm rạp trong hư không thổ huyết nhưng mấy người này ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng vẫn hoảng sợ cúi đầu quỳ rạp ở đó đây tuyệt đối là có vấn đề ánh mắt từng từng lóe lên hắn đã nhìn ra thái độ của mấy người này đối với mình thập phần cổ quái tựa hồ coi mình là người khác trong lòng từng từng hơi động hư lạnh một tiếng nói hư các ngươi thật to gan ngay cả bản hoàng cũng dám ngăn cản từng từng chấp hai tay sau lưng ngạo nghễ đứng trong hư không một luồng khí tức giống như thần linh trực tiếp trấn áp trên người mấy tên hắc ám tộc nhân này mấy tên tộc nhân hắc ám quy sát càng thấp hơn run rẩy nói hoàng sứ đại nhân chúng ta có mắt mà không biết hắc ám thần sơn chọc giận đại nhân đại nhân mặc kệ sát phạt chúng ta tuyệt không oán hận bất quá mấy người chúng ta chính là tuần sử dưới trướng tư không đại nhân sở dĩ mạo phạm đại nhân là vì tộc ta thủ hộ cửa vào vô gian ma ngục cốc nhất đại nhân trước đó vài ngày không biết vì sao đột nhiên mất tích thần bí tựa hồ là bị uy ma tộc thi triển thủ đoạn ám hại cho nên đại nhân lệnh cho bọn ta trong khoảng thời gian này nghiêm khắc tuần tra ma ngục cùng hắc ngọc đại lục để tránh xuất hiện sơ xuất gì đó lúc trước chúng ta nhìn thấy mảnh cấm chế này chấn động lại không có lực lượng của ra vào lệnh bài cho rằng là có gì đó cổ quái trùng hợp nhìn thấy hoàng sứ đại nhân từ đó đi ra lúc này mới có lỗi mong hoàng sứ đại nhân thứ lỗi tha thứ cho chúng ta một mạng vài tên tộc nhân hắc ám sợ hãi run rẩy cầu xin tha thứ tốt nhất chẳng lẽ là vị cường giả hắc ám tộc ta chém giết ở vô gian ma ngục trong lòng từng trần hơi động một chút bất quá thần sắc hắn cũng rất là bình tĩnh lù lù bất động lạnh lùng nói theo các ngươi nói như vậy các ngươi là vô tình mạo phạm bản hoàng chỉ là hiểu lầm thân phận hoàng sứ đại nhân cao quý cho dù tư không đại nhân nhìn thấy hoàng sứ đại nhân cũng phải cung kính chúng ta sao dám mạo phạm đúng vậy đây chỉ là hiểu lầm nếu biết được hoàng sứ đại nhân ở đây cải phục đi thăm lại cho ta mười lá gan cũng không dám ra tay với hoàng sứ đại nhân a kính xin hoàng sứ đại nhân tha thứ các ngươi đã biết ta cải trang đi thăm làm sao nhận ra được Từng trần thản nhiên nói đồ lĩnh phi ác của đội tuần tra này nghe vậy thì cười khổ nói hoàng sứ đại nhân ngài nói đùa lực lượng huyết mạch hoàng tộc trên người đại nhân tiểu dân ti tiện chúng ta lại không mù sao có thể không nhận ra hơn nữa bao phủ lại hắc hống đại lục này chính là đại trận phong cấm cực kỳ đáng sợ của tộc ta không xuất nhập lệnh bài thường nhưng căn bản không cách nào ra vào mà đại nhân ngài lại có thể tùy tiện ra vào đại trận phong cấm này thậm chí chưa từng cưỡng ép tiến công trừ phi là hoàng sứ đại nhân chúng ta không nghĩ ra khả năng khác huyết mạch chi lực hoàng tộc trong lòng từng trần hơi động chẳng lẽ là lực lượng của hắc ám vương lúc trước khi từng trần ra tay vì không cho đối phương cơ hội phản ứng đồng thời thi triển ra lực lượng hắc ám lặng yên chảy ra một tia lực lượng hắc ám vương mịt mờ chẳng lẽ đối phương chính là vì lực lượng hắc ám vương huyết mà ngồi nhận mình là hoàng sứ gì đó thú vị Tần trần nở nụ cười cái tên này đúng là có chút đầu óc đa tạ hoàng sứ đại nhân khích lệ trên mặt phi ác này lập tức lộ ra kích động giống như là được từng trần khích lệ là một chuyện vô cùng vinh hạnh trong lòng hắn khẽ động tiến lên phía trước nói hoàng sứ đại nhân thuộc hạ là đại đội tuần tra thứ 8 dưới trướng đại nhân đội trưởng tiểu đội 5, hoàng sứ đại nhân khẽ bái phỏng nhất định là muốn âm thầm điều tra tình huống ở hắc ngọc đại lục nếu không chê chúng ta nguyện ý ở bên cạnh hoàng sứ đại nhân thay hoàng sứ đại nhân ra sức từng trần nghe vậy thì trong lòng hơi động ánh mắt lấp lóe lập tức nhẹ nhàng cười nói ngươi là cấp dưới của tư không không sợ sau này tư không biết sẽ trách phạt các ngươi phi ác này lập tức nghiêm mặt lên hoàng sứ đại nhân nói đùa trong thiên hạ khắp nơi đều là hoàng thổ mà các thống lĩnh đều là hoàng thần tuy rằng chúng ta được phái tới hắc hống đại lục này gánh vác nhiệm vụ tổng yếu xâm nhập vùng vũ trụ này nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đều là con dân của hoàng cho dù là tư không đại nhân cũng là vì hoàng công hiệu chúng ta có thể phục vụ cho hoàng thất đại nhân không chỉ là vinh hạnh của chúng ta cũng là vinh hạnh của tư không đại nhân đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha